Chắc hẳn nhiều người đã từng trải qua việc thuê nhà, hai con người, hai tính cách sống chung một nhà, thì chuyện gì sẽ xảy ra, hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe. Về hai cô gái xa lạ ở chung với nhau, bộ phim tên là Single White Female. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Ali là một người thiết kế phần mềm, cô và bạn trai Sam sống trong cùng một căn hộ, nhưng sống thử lại xảy ra mâu thuẫn. Sau một lần cãi nhau, Sam đã chuyển ra khỏi nhà, thế nên Ali đã đăng lên báo tìm bạn cùng phòng. Hedy đến xem phòng là một cô gái lạc quan, nhiệt tình. Sau đó hai người đã thành bạn cùng phòng, hai người cùng nhau dạo phố, cùng nhau trang trí căn phòng. Sự có mặt của Hedy làm cuộc sống của Ali trở nên tươi đẹp hơn. Không chỉ thế, Hedy còn nhặt được một con cún đi lạc, căn nhà càng trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng Ali vẫn nhớ bạn trai, gần đây ngay cả một cuộc gọi điện cũng không có. Nhưng hôm nay sau khi trở về nhà, Ali lại thấy Sam đến nhà mình. Sam nhìn thấy Ali liền chất vấn cô tại sao không nghe máy. Ali không hiểu Sam đang nói cái gì, nhưng cuối cùng anh ta cũng xin lỗi cô. Ali cũng tha lỗi cho anh ta. Hedy nhìn thấy tình cảm hai người trở lại như trước, nên cô nảy sinh đố kỵ. Thì ra những tin nhắn, cuộc điện thoại mà Sam gửi cho Ali đều bị Hedy lén xóa đi. Không chỉ thế, Hedy còn cố tiếp cận Sam. Ali cũng cảm nhận được một chút khác thường, nên cô cố tình lạnh nhạt với Hedy. Hedy tức giận đã ném con chó của Ali đến chết để trút giận. Không lâu sau, Hedy càng ngày càng trở nên khác thường. Cô không chỉ mua nhiều quần áo giống y hệt Ali, còn cắt tóc giống y hệt Ali. Nhìn bộ dạng này của Hedy, Ali cảm thấy rất bất ngờ. Tình bạn này làm cô cảm thấy áp bức, thậm chí là hoảng sợ. Thế là nhân lúc Hedy tắm, Ali lén lục tủ đồ của Hedy. Trong tủ đồ cô phát hiện các bức thư mà trước đây Sam đã gửi cho cô. Lúc này cô mới hiểu vì sao cô không nhận được tin của Sam. Vì muốn điều tra thêm, Ali theo Hedy đến club. Tại đây cô phát hiện thấy Hedy không phải cô gái đơn giản, ở đây cô hoàn toàn khác. Cô ta vui vẻ với con trai không một chút ngượng ngùng, không phải cô gái ngây thơ đáng yêu ngày đầu cô quen. Sau khi về đến nhà, Ali muốn đuổi Hedy ra khỏi nhà, nhưng không thể tìm được lý do. Hedy về nhà với vẻ buồn bã, vào thẳng buồng tắm. Ali đến phòng tắm theo dõi, thì phát hiện ra bồn rửa tay ngâm một bộ quần áo đẫm máu. Nhưng Hedy giải thích là do đến ngày, đến hôm sau. Ali thấy Hedy đang điên cuồng dọn vệ sinh, sau đó Hedy còn đốt hết quần áo, đồ dùng của mình. Lúc này, Ali thấy trên TV thời sự phát tin Sam bị giết hại. Cô nghĩ ngay đến hành động khác thường của Hedy, suy đoán là chính Hedy đã giết Sam. Những gì Ali nghĩ đều không sai, đêm hôm đó chính Hedy giết chết Sam. Vì Hedy thường ăn mặc trang điểm giống y hệt Ali, nên nhân viên quán bar đã nhận nhầm người. Hedy đã quyết định đổ mọi việc lên đầu Ali. Lúc này Ali nói muốn ra ngoài. Hedy lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, vì cô đã bị lộ nên dùng súng đe dọa Ali, còn cầu xin cô ấy cùng đi trốn với cô. Ali bất lực, đành đồng ý tạm thời. Sau đó Ali lên mạng tra vé máy bay, muốn gửi thông điệp cầu cứu đến thế giới bên ngoài, nhưng lại bị Hedy thấy được. Hai người đã đánh nhau vì mong muốn sống sót của bản thân. Ali đã đánh lại được Hedy. Đến mãi sau này, Ali mới biết Hedy có một cô em gái sinh đôi. Bởi vì em gái chết bất ngờ, nên tính cách của Hedy càng ngày càng khác. Cô hay bị hoang tưởng, bất ổn về tâm lý, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch này. Bộ phim Single White Female là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, muốn nói với chúng ta rằng khi một mối quan hệ mới đầu thì luôn đẹp, nhưng thời gian trôi qua giúp ta hiểu rõ về đối phương thì mối quan hệ sẽ không còn như lúc đầu nữa. Chúng ta có thể chấp nhận được chuyện một người là hình mẫu lý tưởng của mình đột nhiên thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác hay không.